Kính chào quý vị các bạn nhé. Thì hôm nay Xoàng A Miền lại tiếp tục thăm vườn cà phê đa thân của mình. Đến thời buổi này thì phải nói là rất vui mừng. Vui mừng vì thấy cà phê gần chín rồi. Và năm nay thấy năng suất của nó ổn định. Có nghĩa là tăng theo vẫn giữ được cái sản lượng, không tuột sản lượng. Và có xu hướng cà phê được nhiều trái hơn theo cảm nhận riêng của mình, nhưng mình chưa hái cả, mình chưa chín nhá. Khi nào mình hái xong thì mình sẽ biết sản lượng nó tăng bao nhiêu, nhưng dám khẳng định là sản lượng sẽ cao rồi. Năm nay thì quý anh chị cũng vô đầu clip đấy, thì Xoàng A Miền đã quay một vài cây đã chín rồi và một cây thì chưa, nên quý anh chị cũng tham khảo với Xoàng A Miền thì để cùng nhau học hỏi. Thì Xoàng A Miền quay về chân thực nhất nhé, góc quay chân thực nhất để quý anh chị thì có thể tham khảo và học hỏi. Thì bây giờ Xoàng A Miền sẽ quay vào cây nào như thế nào thì Xoàng A Miền sẽ nói trực tiếp luôn để quý anh chị chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì thông qua cái clip này, quý anh chị nào lần đầu với kênh thì đăng ký kênh và chia sẻ. Xoàng A Miền cũng chia sẻ luôn với nhiều quý anh chị có hỏi thế này. Chúng ta giống nào thì thả ngon được, hay là giống nào không thả ngon được. Thì Xoàng A Miền đã làm rất nhiều loại giống rồi, thì Xoàng A Miền thấy cứ chúng ta cứ thấy cái giống nào mà đầu tiên á, việc đầu tiên mà không có một đục cành nhá, một đục cành ít á, thì chúng ta sẽ thể thả được. Ví dụ như Xoàng A Miền là thích nhất ở khu vực mình đây này, là giống thuộc TR4 và S máy á, thì Xoàng A Miền có một loại giống Xoàng A Miền ngày xưa thì giống Việt nó còn chưa được phổ biến lắm ở chỗ mình đây á. Thì cái vườn mình như này, cụ thể thì có nhiều anh hỏi là mình không biết trả lời thế nào. Có một anh mình quen á, nó làm ở bên viện khoa học thì, bên viện khoa học á, bên Đắk Lắk á, thì mình nhờ nó mua cho mình cái giống ngày xưa á. Mình nhờ mua một ký giống cơ mà. Nhưng mà anh đó, thầy đó giá nó còn hơi cao sao mà nó lấy cho mình nửa ký thôi. Thì mình cũng quên hỏi giống đó là giống gì. Thì đưa về á, thì Xoàng A Miền mấy cái vườn này giống này. Thì có cây á, ngày xưa Xoàng A Miền trồng những cái giống cũ á, thì Xoàng A Miền sẽ ghép vào. Và có cây thì Xoàng A Miền trồng từ cái giống thực sinh đó. Thực sinh của mình, của anh mới Đắk Lắk kia nó gửi về á. Thì không biết giống gì, nhưng mà có nhiều anh cũng hỏi mình thì mình không biết trả lời thế nào. Do mình không biết thì mình không trả lời thôi. Mình không biết giống đó giống gì. Mình thấy được là mình thả ngon thôi. Mình thả ngon thấy ok là mình ở giống này ok. Còn như giống TR4 là mình đã thả ngon rồi. Ok, TR9 cũng được, nhưng quả nó hơi gọi là hơi thưa thôi. Và cũng hơi có mọt đấy. Nhưng mà nó cũng trồng mà nhăm nho nhá. Bây giờ quên chia sẻ cùng nhau mà đi luôn nhá. Để chúng ta biết nhá. Thì ví dụ như giống đây này, giống cây này thì mình ghép rồi nhá quý anh chị. Đây này, giống ghép mình nói là nhờ cái anh Đắk Lắk kia, là những cái thân đây này, những cái thân này là mình đã ghép này. Đây, những thân này này là mình ghép rồi, thì thấy nó ra thế này. Bây giờ nó nhiều quả là nó xuống thế này quý anh chị. Này, còn cây này là cây thực sinh của cái giống cái này hay chín chỗ mình hái rồi nha quý chị. Cái thực sinh của cái giống mình nó là có anh Đắk Lắk nó gửi về đấy nhá. Thì do mình là mình mua nhưng mà anh đâu có trả lấy tiền, cho nên mình cũng chả hỏi giống nó làm gì. Chủ yếu là mình tin tưởng vào nhau thôi. Thì quý Xoàng A Miền sẽ đi dẫn quý anh chị vào một đoạn nữa đi. Xoàng A Miền quay thực tế và chia sẻ thực tế về những clip nào Xoàng A Miền đã làm, có gì đã làm thì mình sẽ nói với quý anh chị nhé. Giống nào nhé. Đây nhé quý anh chị thấy xa xa kia thì giống đó là mình cũng ghép đấy, ghép giống mình lấy bên viện Đắk Lắk về nhá. Gốc cu của nó thấy không quý anh chị, thấy to rồi nên mình ghép lên như thế. Mình không đi gần đi, còn gốc nó còn xa lắm. Gốc này cũng ghép này.
đây quý anh chị, cụ thể như thế đấy. Thì có nhiều quý anh chị hỏi nữa, mình thả ngòn thì làm thế nào, đúng không? Vâng, thì qua clip này Song Hoa Miền nói luôn. Ngày xưa này, Song Hoa Miền này, quý anh chị thấy không? Song Hoa Miền thả ngòn cho đây này. Thì mình muốn thả ngòn thì ví dụ như cây đây á, thì mình cứ để tự nhiên thôi, để cho nó 3 đến 4 thân. Mình vẫn làm cành bình thường nhé. Và vấn đề cành ấy, Song Hoa Miền này có cái vấn đề cành này. Gốc này qua bên kia rồi. Và mình cứ để 3 đến 4 thân thì nó lên cứ bình thường như thế thôi, thì mình sẽ được thu, một năm mình sẽ được thu. Và năm sau mình lại nuôi thêm lên 2 đến 3 ngòn đến 4 ngòn. Đấy. Còn giống đây là giống đây. Giống này nữa này, quý anh chị. Giống này là thuộc TR4 nhá. TR4 là quả nó hơi nhỏ thôi. Vâng, TR4 thả ngòn cho mình là được nhá. Là quả nó thích cỡ này này, chưa, bây giờ chưa chín này, nhưng mà quả nó cỡ này. Nhưng mà mình thấy đặc điểm của nó là mảnh. Mảnh nó không có mọt. Và hàng năm đều có cho trái rất nhiều. Cây này năm ngoái là nhiều trái lắm này, năm nay cũng nhìn thấy cũng ok nhá quý anh chị. Cây này nó bị đục thân đi. Năm ngoái là cây này nó là bị đục thân đi chỗ đây này quý anh chị. Đấy, bây giờ đục thân nhưng mình chả sao, bây giờ nó lại mọc cái cành này thì mình lại được thu thôi. Nó đơn giản lắm, làm cà này là nó đơn giản. Tốn được rất nhiều chi phí cùng chúng ta. À, và một câu của một anh nữa này. Nó hỏi thế này, chúng ta có nên bè, có làm thả ngòn chúng ta có bè chồi không? Khâu bè chồi là hết sức quan trọng nhé. À, mình cũng tham khảo những nhiều của anh chị làm thì lại nói ngược lại với Song Hai Miền. Lại nói chúng ta làm cà phê này á là không được bè chồi. Quý anh chị phải nên hiểu thế này. Chồi với cành chồi cái này là gọi là cành cấp nhá. Còn chồi á là quý anh chị nó nên hiểu cái từ cái chồi đây, chồi là nó phải gọi là cái đây này. Cái thân này là chồi rồi nhá, nó mọc ở thân. Là chồi như cái này này là một chồi này, nhưng mà bây giờ nó thành thân rồi này quý anh chị. Thì chúng ta vẫn quan trọng là chúng ta phải biết bè chồi. Thì cái bè chồi thì Song Hoa Miền cũng đã từng làm mà. Làm rồi. Làm về có clip bè chồi rồi. Thì gọi là có một clip Song Hoa Miền làm là cắt chồi dự phòng. Cắt chồi dự phòng không? Thì để quý anh chị nào lướt xuống đó và coi thì cái chồi gọi là cắt chồi dự phòng đấy, thì đã có cái chồi đó rồi. Có clip kia rồi. Đây là một cây cùng giống ghép nhá. Cũng gần chín rồi này. Cây này hơi yếu. Vâng nha, ví dụ như là chúng ta làm chồi nhá, cây này thì cũng cây ghép này quý anh chị. Cây này mình mới ghép mà năm nay năm thu đầu này. Nó mảnh cỡ đây, nó ngả xuống rồi quý anh chị ơi. Thì đây, năm nay năm thu đầu nhá, nhìn này gốc của nó này. Một bên nó còn bên cao nó là bên này. Đây, cây này đã chín rồi, Song Hoa Miền đi thăm vườn và cũng chia sẻ để quý anh chị chuẩn bị làm thì để chuối từ bây giờ cũng được, nhưng mà hơi chậm rồi, nhưng mà chúng ta vấn đề là cũng chẳng sao. Đây nhá. Đây ví dụ chuối người ta gọi là cái này quý anh chị. Thì đây, đây đây đây. Đây không? Đây đây đây. Đây. Đây á. Chúng ta nhận thấy đây như cây này không? Đấy, chuối ở đây không? Song Hoa Miền ví dụ như nhiều quá thì chúng ta phải bề, mà đây chúng đây Song Hoa Miền để lại chuối này này. Chuối này bây giờ nó thành thân, sang năm Song Hoa Miền lại hái. Vì tại sao chúng ta đều để nhiều chồi á, thì nó không tập trung nuôi vào một cái cành nào, một cái chồi nào đó, thì dẫn đến mình cái chồi đó không thể mập và khỏe mạnh. Vì nó nuôi những cái chồi nào mà yếu nó cũng nuôi, cho nên chúng ta không tập trung cho một chồi nào nhất định. Chúng ta phải biết nhìn chúng ta cái chồi nào mà năm mình chuẩn bị thu cái năm tới á là mình sẽ để lại thôi. Còn nếu nó dư quá thì chúng ta cắt bớt đi, đừng cứ tham nhiều. Cái đã câu đó là trả lời cho một anh quên tên rồi nhá. Mình cho đây. Đây là một giống TR9 nhá quý anh chị, là mình không có thích nhá. Không thích bao nhiêu. Tại sao? Quý anh chị nhìn thấy có quả thế này rồi mà Song Hoa Miền nói là không có thích. Vì quý anh chị coi cái đây, cành quả của nó là to nhá. Quay xa xíu đi. Quay xa nhá. Này, xa. Thì cũng được thôi, nhưng mà đây, bây giờ nhìn rõ chưa? À, quả nó hơi thưa này,
này, đến gần nhé. Quả nó không được cái chùm quá to này, nó lại thừa nhá. Đấy, nó thừa thế này. Thì cây này Song Hoa Miền nuôi 4 thân. 4 thân của anh chị, giống TR9. Thì nếu như chúng ta đầu tư mảnh á thì bỏ thêm được nhiều phân bò thì TR9 vẫn được. Nhưng mà đối với Song Hoa Miền thì làm nhiều dòng rồi, Song Hoa Miền quen với cái ít đầu tư rồi. Thì cho nên được cái đầu tư cái loại giống này lại không được cái ưng ý. Thực tế luôn nha. Bây giờ Song Hoa Miền sẽ vô coi một cái giống nữa cho quý anh chị coi nhá. Đây đi vô này. Giống này. Cây này nhá. Quý anh chị nào có một quý anh chị nó hỏi này. Chúng ta nên trồng một gốc, hai gốc cả con hay là một gốc cả con á? Thì Song Hoa Miền cũng đã trồng rồi. Nhưng mà Song Hoa Miền nên khuyên là nên trồng một gốc thôi. Một gốc xuống một hố và chúng ta để nhiều thân. Đây, như cây này này, Song Hoa Miền là hai một hố trên hai một gốc, một hố trên hai gốc này, hai gốc trên một hố này. Thì nó cũng được thôi, nhưng mà đây quý anh chị, bây giờ ở dưới mình lên trên cao đấy. Chào nhá, cây này nhá. Thì cây là nhìn lên trên cao nó này. Nhìn thì cũng được đấy, như cây này thì cũng phải đây. Nhiều. Đây giống TR4 này quý anh chị ơi. Đây. Nhìn quả nó mảnh, khỏe, láng hơi vàng vàng xíu. Đây. Nhìn nó mê đấy. Cây này chắc phải hơn nằm ở 50 kg trở lên nhá. Gốc này nhá. Gốc này tới mấy ngọn luôn mà. Song Hoa Miền sẽ đi vòng cái gốc này cho quý anh chị coi nhá. Này vòng từ đây này. Vòng này. Vòng xa lắm. Đầu bên kia nó, đầu bên này ít quả này, đây một loại giống khác này. Một gốc là Song Hoa Miền làm hai giống vào thì coi nhau nó như thế nào. Mà giống là quan trọng lắm đấy nhá, quý anh chị. Đây, đây là một gốc, đây một giống khác này. Đấy, quý anh chị nhìn thấy bên kia là giống khác nó có quả. Còn cây TR4 đây thì mình không nói nữa. Nhìn cũng là được ổn rồi đấy. Nhưng mà gọi là ổn thôi. Vâng, còn gốc này là một cây giống bình thường nhé. Có nghĩa là chúng ta đi vô vườn người ta thấy gốc ngày xưa. Mình hái hột của nó về mình trồng thực sinh. Thì cũng để cho quý anh chị thì coi. Thì Song Hoa Miền thấy nó còn mảnh và năm nào cũng quả, cho quả đều. Thì Song Hoa Miền để lại. Song Hoa Miền sẽ quay xung quanh trước để tin Song Hoa Miền sẽ quay gần. Đây nhá, Song Hoa Miền sẽ quý anh chị coi nhá. Đây, giống thực sinh này, cây gốc nó to lắm này quý anh chị này. Đó, Song Hoa Miền sẽ đưa lên như thế, cây này chưa ghép nhá. Mà giống thấy được thì Song Hoa Miền cũng để lại. Giống này gọi là giống thường, Song Hoa Miền sẽ đặt tên nó như thế. Nhìn thì cũng được thôi. Cũng tạm ổn. Song Hoa Miền sẽ dẫn vài cây nữa này. Đây này, nó ngả xuống này quý anh chị này, cây này nữa. Cây này thì giống, cây này cũng giống thường này quý anh chị. Nhìn thấy được không? Cứ mạnh dạn đi, chúng ta làm rất đơn giản. Và quý anh chị nào không biết thì cứ đăng ký kênh và theo dõi Song Hoa Miền làm rất nhiều rồi. Cách cắt cành và cách chăm sóc đã có hết rồi. Hôm nay Song Hoa Miền chỉ có clip đi thăm thôi. Quay một góc chân thực để quý anh chị tham khảo. Đây gốc cũ nhá. Có cái ghép này, cái chữ cái ghép này. Có cái thì Song Hoa Miền chưa ghép mà nó lên thì cũng cho lên luôn. Đây. Song Hoa Miền sẽ cho quý anh chị coi mỗi góc chân thực. Đây bên này cái khác này. Anh chị. Đây một cái khác này. Đây, cao lắm, Song Hoa Miền này, cao lắm này nha. Đây một cái khác nữa này của anh chị. Đây là gốc, đây là giống viền rồi. Cái này thì giống này giống TR4 này, Song Hoa Miền cũng ưng ý thì Song Hoa Miền nó sẽ TR4 là ưng ý nhất này. Bây giờ còn xanh này. Còn xanh lùng thì có một quý anh chị nó hỏi. Hỏi mình có trồng hay không thì mình chưa trồng nhá. Có một vườn một anh ấy, ở gần mình ấy, thì mình thấy trồng nó được nhưng mà nó không chưa thà ngon nhá, nó không thà ngon, nó trồng hám ngon thôi. Đây mới một gốc của một cây thôi nhá. Đây này, cây
cây của nó là đấy, xa mình lắm này. Đây mình mới quay cái một góc cây, hai cây nó lên thôi bên này thôi. Còn những cái cây nào nó ngả qua hướng bên kia thì xong mình lại không quay được. Quý chị thông cảm, ra xa nhé. Và chúng ta lại đi tiếp nhé. Vâng, chúng ta lại quay tiếp một cây nữa đi. Cây này là cây bình giống bình thường này. Có nghĩa là cây này xong mình ngày xưa cũng trồng thực sinh, không phải giống ghép, giống bình thường. Quả nhỏ thôi quý anh chị, nhưng mà được cái cành của nó là dài dài qua hàng năm. Thì xong mình là sẽ cho coi gốc của nó để quý anh chị biết, không là xong hai miền mới trồng thôi. Đây này, gốc này lâu lắm rồi này, thảo quý anh chị thấy, quý anh chị có đêm thấy xong hai miền để mấy thân không? Những cây to kia hơn á là thân cũ, gốc cũ. Những cây nhỏ á là xong hai miền để là thả ngọn. Còn cách ghép thì xong hai miền cũng đã làm rồi, đã chia sẻ rồi, quý anh chị có thể đăng ký kênh và xuống coi. Đây cái này xong rồi mình sẽ đi vòng đi cho quý anh chị coi đa chiều này, vòng nhá, vòng cái cây này nhá. Vâng, đấy cây bên này là gọi là dự phòng sang năm mình là lấy nữa này. Cho xa nhá, xa cây của nó này, xa này. Cứ đó cơ mà quý anh chị, đây có quả từ gốc chứ không phải không có đâu, từ gốc nó lên rồi đấy. Thì cách cắt cành thì xong hai miền cũng đã chia sẻ rồi, quý anh chị cứ tìm hiểu khám phá nội dung trong xong hai miền làm thì hình như tất tần tật đã có hết trong đó rồi, thì mình chỉ bổ sung hàng năm, bổ sung vào thôi cho nó hoàn thiện thôi, cho nó hoàn thiện cái bộ sưu tập cách chăm sóc cây cà phê đa thân không hám ngọn thôi, phải không nào? Chúng ta đi tiếp nhé. Này, xa lắm này quý anh chị này, trên cao cao thế này. Vâng, chúng ta đi tiếp nào. Vâng, đây là chúng ta tiếp tục một loại giống nữa. Đây, giống đây thì giống thường thôi quý anh chị ơi, chưa ghép, nhưng mà quả của nó thay được thì xong rồi mình vẫn để lại. Thì qua thông qua clip này thì quý anh chị cũng phải hiểu, giống thường mà chúng ta thấy nó mảnh, cây nó cứng thì chúng ta sẽ để được. Vâng, chúng ta đi tiếp một cây. Đây, cây này là giống một giống thường thôi nhá. Đây, quý anh chị coi, xong rồi mình đã ghép rồi, nhưng mà cái ghép đó chưa có quả. Thì xong rồi mình quay cái chỗ có quả thì biết, đây bên kia này, xa lắm này, thì xong rồi mình sẽ nói cái đó là giống thường. Còn đây là giống Việt này. Đây, đây là giống Việt đã ghép rồi nhá, quả nó hơi thưa thưa. Vâng, thì thông qua một clip đây, xong hoa miền ưng ý nhất của loại giống đây nữa này, thì xong hoa miền sẽ là cho quý anh chị coi tiếp này. Giống gì nào, chắc quý anh chị cũng đoán thấy coi nhé. Xong hoa miền là tiếp tục cái giống xong hoa miền ưng ý này. Vâng, chắc đến là cây này thì xong hoa miền sẽ quay chứng thực tiếp này. Cái xa này, giống này, giống này cũng TR4. Giống này thì xong hoa miền từ mình đi mua hột giống, cho nên xong hoa miền biết được nguồn gốc giống của mình thì mình mới dám nói